Alo, chào các em. Hôm nay mình tiếp tục làm những cái bài tập ứng dụng cái hàm bậc hai này nha. Thì hôm nay thầy sẽ trích một cái đề trong cái sách giáo khoa lớp 10 nâng cao của những cái năm trước nha. Cái bài này có thể là áp dụng trong cái bài học của chúng ta. Thì cái đề nó như sau, cái đề nó dài quá thành thử ra là thầy sẽ đọc thôi. Rồi còn cái phần đồ thị thì như bên này thầy đã vẽ sẵn rồi. Cái đề nó nói như thế này: khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ là OTH. Cái tổ hệ tọa độ là OTH. Cũng như là mình nói trước đây mình nói là OXY, đây cái hệ tọa độ đây là OTH. Trong đó T là thời gian tính bằng giây. Kể từ khi quả bóng được đá lên, H là độ cao tính bằng mét của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá từ độ cao là 1m2. Quả bóng được đá từ đây là 1m2. Sau đó 1 giây nó đạt độ cao là 8m5. Sau 1 giây á, thì nó đạt cái độ cao là 8m5. Và 2 giây sau khi đá lên, 2 giây sau khi đá lên thì bóng đạt cái độ cao là 6m. Rồi, cái nội dung là như vậy. Và cái câu hỏi thì thầy cũng đính liền cái bảng này rồi. Câu hỏi thứ nhất á là tìm cái hàm số bậc 2 biểu thị độ cao H theo thời gian T và có phần đồ thị trùng với quỹ đạo của quả bóng. Đấy, tức là mình viết cái phương trình, mình viết cái phương trình bậc 2, cái hàm số bậc 2 biểu thị cái đường đi của quả bóng này nè. Câu B là xác định độ cao lớn nhất mà bóng đạt được. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái trái bóng nó đạt được ở cái vị trí này nè, ở vị trí cao nhất này nè, thì người ta hỏi là cái độ cao này là bao nhiêu, cái độ cao H này là bao nhiêu, H maximum đi là bao nhiêu, thấy không? Xác định độ cao lớn nhất mà bóng đạt được. Cái câu thứ ba là người ta hỏi là sau bao lâu kể từ lúc đá bóng lên thì là bóng chạm đất, tức là bắt đầu đá lên từ đây rồi tới cái thời gian này nè thì bóng chạm đất, thì người ta hỏi cái thời gian cửa này nè, tức là từ khi đá cho tới khi mà cái trái banh nó chạm đất đó, là mất cái thời gian bao lâu. Thầy để thì cái đề đó, còn bên này thì thầy sẽ giảng nha. Bây giờ trước hết đó là ta làm câu A, tìm hàm số bậc 2 biểu thị độ cao H theo thời gian T. Tức là mình nói như thế này, bởi vì cái đồ thị của cái quỹ đạo của cái bóng bay này á thì nó là một parabol, cho nên nó phải tuân theo cái hàm bậc 2. Mà cái hàm bậc 2 đó là gì? Ta có là quỹ đạo của bóng là một parabol. Nên cái hàm số bậc 2 thầy viết tắt nữa chưa? Hàm số bậc 2 có dạng, thì ở đây là các em biết là mình học mình cứ mình nói là y bằng ax bình phương cộng bx cộng c, đừng có nói theo cái thói quen đó. Trong trường hợp này là h chứ không phải y nha, còn trong trường hợp này là t chứ không phải x. Như vậy thì thay vì viết y á thì mình viết là h, đúng không? Thay vì viết y là mình viết là h bằng ax bình phương, tức là mình viết là at bình phương, dĩ nhiên là cộng cho bt và cộng cho c, và ở đây mình cũng viết là a khác không. Đấy, đây là cái dạng mà tổng quát của cái parabol, mà trong thực tế nó là cái bài toán này, thấy không? Bây giờ người ta bảo mình tìm cái hàm số bậc 2 biểu thị của độ cao h này, có nghĩa là thực chất người ta bảo mình đi tìm abc vậy thôi. Thực chất người ta đi tìm ABC thôi.
Thế bây giờ mình làm cách sao mà cho cái bài toán nó đơn giản nhất, nó mà hạn chế bớt cái vấn đề suy nghĩ đi, thấy không? Mình làm đơn giản thôi. Thì ở đây theo thầy thấy là như thế này, dựa vào cái đồ thị mà người ta cho như thế này á, thì thầy sẽ lấy ra các cái điểm như thế này. Bây giờ những cái điểm đặc biệt nha, ví dụ như cái điểm này, cái điểm này thầy đặt tên cho nó là điểm A nha. Thì điểm A này á, các em thấy rằng cái hoành độ của nó là bằng 0 và cái tung độ của nó là 1,2. Thì đính vào nha, hoành độ là x bằng 0, tung độ là 1,2, đúng không? Các cái điểm đặc biệt mà nó đi qua cái điểm này, nó đi qua cái điểm này, cái điểm này á, thì mình đặt tên cho nó là B. Mình đặt tên cho nó là B. Và nó có hoành độ là T bằng 1. Hoành độ T bằng 1. Và tung độ H là bằng 8,5. Đúng không? Đó là điểm B. Và thêm một điểm nữa là cái điểm này là mình gọi là điểm C đi. À, rõ ràng là nó có hoành độ bằng 2. T bằng 2. Và tung độ bằng 6. À, các em để ý thấy là như thế này nào. Cái ba cái ẩn mà mình đi tìm ở đây á, là ba cái hệ số ABC tương ứng với lại trên cái đồ thị này nè, mình có ba điểm ABC và cái tọa độ của nó được xác định rõ ràng. Như vậy thì ta lần lượt làm như sau. À, bây giờ A nó nằm trên đồ thị phải không, thì mình viết là HA, hiểu không? Hay là mình viết như thế này đi, mình viết như thế này, bởi vì ở đây là các em, à, nhất là các em lớp 9 mới lên đó, thì là cần phải làm nó từ từ xíu. À, có phải như thế này không? A thuộc parabol. Như vậy thì nó thuộc thì nó thỏa, có nghĩa là HA bằng ATA bình phương cảm cho BTA cảm cho C. Hãy mình cứ mình làm từ từ vậy thôi nha, làm rất là thoải mái. Rồi bây giờ là HA có, TA có, cái 0 là TA mà 1,2 là HA. Như vậy thì mình thế vô thôi. Bây giờ thầy sẽ thế vào phía bên này để cho nó tiện cái bảng nghe chưa. HA ở đây á nó là 1,2, thì các em thế vô là 1,2 bằng ATA. TA là bằng 0. Như vậy thì cả hai cái này, à, như thầy nói mấy cái video trước, như vậy là TA bằng 0 á, thì hai cái này thôi mình khỏi nói đi, bằng C vậy thôi. Rất là nhanh chóng. Đấy. Rồi thì cái này là tương tự thôi. Ở đây thầy viết vô cái tọa độ nó luôn đi. Để các em, nhất là các em lớp 9 mới lên á, để ý nghe chưa, A 0 1,2. À, tương tự như vậy điểm B nó có cái tọa độ là 1,8,5. 1,8,5 thuộc P, thì mình viết y vậy thôi. Như vậy thì chúng ta cũng có là HB bằng ATB bình phương cộng cho BTB cộng cho C. Đấy, từ cái lý thuyết cơ bản mình áp dụng vào đây. Thì bây giờ như vậy là HB nó bằng bao nhiêu mình thế vô thôi. HB nó là 8,5 thì mình để là 8,5 bằng, mình để bằng TB nó bằng 1. 1 bình phương là 1, 1 nhân với A là A. TB là bằng 1, 1 nhân với B là B. Rồi cộng với C. Cộng với C ở đây thầy nhắc lại nè. Hết ta tìm được cái gì á, có được cái gì là ta áp dụng ngay, hiểu không? Ta sử dụng ngay. Ở đây là mình thấy là C nó bằng 1,2 nè, thì mình không có để là C nữa mà mình để 1,2 ngay. Tức là mình đưa vô mình sử dụng liền. Đấy. Và tới đây thì đâu cần gì nói nữa. Tức là cái đây là mình làm tiếp thôi. C, điểm C là 2,6. Điểm C là 2,6 thì các em làm như y như là cái phần trên này vậy thôi. Ở đây mình cũng có là HC này bằng ATC nha. Bình phương cạnh cho BTC cạnh cho C. À, bây giờ mình mới lần lượt thế vô nè. Ở đây mình viết là HC nó bằng 6 nè, thì mình để viết 6 vô thôi. Bằng nè, TC là bằng 2, 2 bình phương lên là 4, 4 nhân A, 4A.
TC là bằng 2, 2 nhân với B, 2B. Cảm với C dĩ nhiên là cảm với 1,2 rồi. Thì ở đây như vậy là mình có là nó còn lại là chỉ có hai ẩn thôi, là A với B thôi, chứ C nó đã có rồi. Như vậy thì tới đây thì chắc có lẽ là ai cũng biết làm rồi. Ở đây thầy chỉ nhắc lại thôi, nhất là các em trình ở dưới lớp 9 mới lên. Thì ở đây thầy biết là A cộng B nè, ta có A cộng B nè, bằng 1,2 này mình chuyển qua anh kia đi. 5 trừ cho 2 còn 3. Rồi 8 trừ cho 1 còn 7. 7,3 đúng không? 5 trừ 2 còn 3, 8 trừ 1 còn 7, 7,3 rồi. Ở đây thì mình rút bớt. Ở đây mình rút bớt 4A thì mình rút là còn lại là 2A thôi. Rồi 2B mình rút lại là B thôi. Bằng cái này là 6 mà trừ cho 1,2 là bằng 4,8. 4,8 rồi mình chia 2 luôn. 4,8 là bằng 2,4 đúng không? 4,8 là 2,4. Đúng rồi. Rồi tới đây thì thôi thì thầy không có dài tay nữa. Cái này thì các em bấm máy nó ra thôi. Thì ở đây thầy sẽ đưa ra cái kết quả thôi. Còn cái phần đó thì nó đơn giản quá rồi. Thì ở đây thầy tính ra đó là A cộng B bằng 7,3. Như đây là thầy tính ra là A là bằng trừ 4,9. Thầy viết vô luôn đây đi nha. Thầy viết luôn vô đây đi, để cho nó tiện cái bảng nha. A là bằng trừ 4,9. Cái kết quả của cái phép tính đó là A là bằng 4 trừ 4,9. A là bằng trừ 4,9. B là bằng 12,2. B nó bằng 12,2. Mình bấm máy nó ra thôi nghe chưa. Chẳng có gì mà phải suy nghĩ hết. Còn C thì mình biết là C nó bằng 1,2. Đấy, đây là cái kết quả của cái ba cái hệ số ABC mà mình giải như vậy nó ra đó. Như vậy là A là bằng trừ 4,9 này, B là bằng 12,2 và C là bằng 1,2. Rồi, như vậy đó thì có A, có B, có C rồi á. Thì bây giờ mình viết là H thôi. Mình viết là H nè. H bằng AT bình phương, tức là trừ 4,9 nha. Trừ 4,9 T bình phương cộng cho BT, mà B là 12,2. BT cộng cho C, cộng cho C tức là cộng cho 1,2. Tới đây là ta kết thúc cái câu hỏi A. Là cái đồ thị ở bên này nè, nó có cái hàm số, nó có cái phương trình là H bằng trừ 4,9 T bình phương cộng cho 12,2 T và cộng cho 1,2. Rồi, ta xong câu A. Bây giờ ta tới câu B. Câu B là xác định độ cao lớn nhất mà bóng đạt được. Tức là ta tính cái đoạn này nè, thầy ký hiệu là Hmax đây nè. Thì các em thấy rồi, cái parabol mà trong mấy cái video thầy đã giảm phía trước á, thì các em thấy rằng cái chỗ cao nhất á, cái chỗ cao nhất này nè, chính là cái đỉnh của parabol. Và ở đây thì nhân tiện là thầy cũng nó đi nó lại một tí, là các em để ý là cái hệ số A nó âm nè. Mà cái hệ số A nó âm á, thì cái parabol của mình nó quay xuống. Mà nó quay xuống thì có cực đại nha. Nó quay xuống thì có cực đại. Có quay xuống thì không bao giờ là có cực tiểu hết. Như vậy các em để ý là khi người ta hỏi là cực đại á, thì mình ngầm hiểu là cái A nó âm rồi. Nhớ nha. Như vậy thì cái chỗ cao nhất chính là cái tung độ đỉnh. Cái chỗ cao nhất chính là tung độ đỉnh. Ở đây thầy không có nói cái về cái vấn đề mà hoành độ đỉnh làm gì. Thầy chỉ nói tung độ đỉnh thôi. Và các em nhớ là tung độ đỉnh là HI nha. Chứ đừng nói II là không được nghe chưa. Đừng nói thầy thói quen là không được. Thì ở đây là thầy viết sang là câu B. Câu B ở đây là độ cao lớn nhất. Độ cao lớn nhất thôi thì bây giờ thầy viết đơn giản thôi là Hmax thôi. Hmax nó bằng bao nhiêu? Thì mình nói là Hmax. Thì mình nói là Hmax chính là bằng II. Hmax nè. Chính là bằng II, tức là HI đó. Mà HI á thì các em biết rồi, cái tọa độ đỉnh của parabol nè, tức là tọa độ đỉnh của parabol á là II là bằng trừ delta trên 4A đúng không? Đấy.
ở đây là thầy nhắc lại, thầy nói y, nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta viết là HI. HI là bằng trừ delta trên 4A. Đấy, H max như vậy thôi. Bằng trừ delta trên 4A. Nhưng mà ở đây á, mình nhớ là ở đây là cái B này nè, nó là một cái số chẵn. B nó là một số chẵn, 12.2 nó là một số chẵn. Do đó mình rút bớt đi. Thay vì delta mình nói là delta phép thôi. Thay vì 4A mình nói 1A thôi. Nó vậy cho nó dễ. Rồi. Thì ở đây thầy viết là trừ nè. Delta phép là bằng B phép bình phương. B phép bình phương có phải là 6.1 không? B phép bình phương trừ cho AC. Trừ cho AC. Mà AC ở đây á, nó âm. Như vậy thì trừ nó thành nó là dương. 4.9, 1.2. 4.9, 1.2. À, rồi chia cho A. Chia cho A. A là trừ 4.9. Trừ 4.9. Rồi, tới đây các em chỉ có việc là nhập số vô rồi bấm thôi. Nhập số vô bấm máy thôi. Thì ở đây là thầy đã tính ra rồi. Cái kết quả của cái phép tính này nó là 8.79. 8.79. 8.79 mét nha. Đơn vị là mét. Như vậy thì là cái độ cao mà bóng đạt được á, độ cao nhất mà bóng đạt được á là 8.79 mét. 8.79 mét. Đúng rồi. Các em thấy rất là dễ dàng ha. Bài toán nó đơn giản thôi. À, nếu mà các em biết sử dụng các cái điểm đặc biệt A, B, C mà thầy cho ở đây á, thì các em nhanh chóng xác định được cái hàm bậc 2 của nó. Có cái hàm bậc 2 rồi á, thì cái trái bóng nó đạt cái độ cao mà cao nhất chính là cái đỉnh của parabol. À, cái đỉnh của parabol thì là các em biết rồi là HI nè. Là II đó bằng trừ delta trên 4A. Trong trường hợp này B chẵn mình đổi thành B delta phép cho nó lẹ. Nó đơn giản. Rồi, mình ta nhanh chóng qua cái câu cuối cùng là câu C. Câu C người ta hỏi là cái gì đây? Sau bao lâu kể từ lúc đá bóng lên á thì bóng chạm đất. À, tức là mình nói sao? Mình nói là thời gian ha. Ở đây mình viết là thời gian. Kể từ lúc đá bóng lên cho tới khi bóng chạm đất. Đây trừ 4.9 nha. Cho tới khi bóng chậm đó. Rồi. À, cái đây cái câu cuối cùng là câu C đây. Thì các em dựa vào cái đồ thị này một xíu nha. Các em quan sát cái đồ thị này một xíu nha. Cái độ cao mà bóng mà bắt đầu phát là 1.2. Như vậy thì mình thấy rằng cái đây là cái mặt đất nè. Đây là mặt đất nè. Thì rõ ràng cái bóng nó đi theo cái quỹ đạo như thế này, nó đi lên như thế này, các bạn đạo đi xuống như thế này, đi xuống như thế này. Thì tới cái điểm này thì thầy cho nó là cái điểm D đi ha. Thầy cho cái điểm này là điểm D đi. À, điểm A, điểm B, điểm C, điểm D đi. Thầy cho đi là điểm D. Tức là khi mà bóng nó tới điểm D này á, là nó chạm đất. Thì ở đây mình nói như thế nào, mình hiểu như thế nào trên cái góc độ là của một cái hàm bậc 2 hay là đô thị của một cái parabol. Thì mình thấy như thế này nè. Cái hoành độ của điểm D này nè. Cái hoành độ của điểm D này nè. Cái giá trị hoành độ của điểm D này chính là cái thời gian cái thời gian mà lúc mà mà bóng chạm đất. Tại sao như vậy? Tại vì cái lúc đá đó là t bằng 0. Cái lúc đá lên đó là t bằng 0. Cho nên cái lúc mà chạm đất á thì cái thời gian nó là thầy gọi chỗ này là td đi nha, td đi. À, TD. Thì TD nó bao nhiêu thì cái thời gian nó bấy nhiêu vậy thôi. À, bởi vì cái lúc phát lên là tại chỗ này nè là T bằng 0. Còn nếu mà cái parabol đầy đủ thì nó phải như thế này đúng không các em? À, nó như thế này. Nhưng mà ở đây người ta không có nói, người ta nói là phát bóng từ đây thôi, từ cái độ cao này thôi. Đấy, thì như vậy thì một cái điều mà thầy muốn lưu ý trong cái bài này nữa là các em lưu ý nè.
khi mà cái trái bóng nó chạm đất á, khi trái bóng nó chạm đất tức là cái hoành độ của điểm D này nè, thì cái lúc này á, mình thấy rằng ID tức là cái HD đó, H của điểm D đó nó bằng 0, đúng không? Thì ta có nè, bóng chạm đất tại điểm D có HD, chứ đừng có nói ID theo thói quen là không được nha. Các em thấy rằng rõ ràng là HD bằng 0 đúng không? HD bằng 0, nó nằm trên mặt đó, HD bằng 0. Như vậy đó thì mình thế cái tọa độ, mình thế HD này nè vào cái phương trình của nó, thấy không? Thế HD ở đây là mình đặt là hoa thị đi ha. Thế HD bằng 0 vào hoa thị đi, nói như vậy cho nó đơn giản. Thì mình sẽ có gì? Thì dĩ nhiên nó là HD. Các em ở dưới lớp 9 mới lên thì cũng phải bài bản như thế này đi nha, để sau này tập cái thành cái thói quen, chứ không là làm đập chụp rồi sai nữa đó. Trừ 4,9 TD đúng không? Bình phương cộng cho 12,2 TD cộng cho 1,2. Dĩ nhiên là sau này các em quen với cái cách giải của thầy, cái cách làm của thầy thì thầy sẽ làm nó nhanh hơn một tí, nhưng mà cái bước đầu thì phải chậm chậm để các em quen dần, thấy không? Rồi thì như giờ như vậy là mình cho bằng 0 luôn, bởi vì HD bằng 0. Thôi thì viết như thế này đi cho nó bài bản đi. HD bằng 0 đấy, HD bằng 0 nè, thì bằng trừ 4,9 TD bình phương cảm cho 12,2 TD cảm cho 1,2. Rồi bây giờ như vậy thì thầy sẽ tiếp tục làm cái giải nốt cái bài này. Thầy sẽ lấy cái bảng này đi, để cho cái bài toán nó được liên tục. Như vậy thì các em thấy như thế này, cái lúc mà nó chạm đất đó là HD bằng 0. Như vậy thì các em thấy rằng đây nó là một cái phương trình bậc 2. Bây giờ mình giải nè, bởi vì nó là phương trình rồi cho nên trừ 4,9 TD bình phương này nè, mình viết lại là như thế này thôi. Trừ 4,9 mình để là 4,9 nè. Trừ 4,9 mình để là 4,9 đi. Đấy, 4,9 TD bình phương. Thôi bây giờ mình viết T bình phương đi cho nó gọn. Cảm cho 12,2 T. Cảm cho 1,2. Rồi bằng 0. Thì các em thấy rằng đây rõ ràng là một cái phương trình bậc 2 theo T. Thầy xin lỗi. Cái giai đoạn dấu trừ thì phải là dấu trừ đảo thành cái cộng, thì hai cái làm sao nó phải trừ chứ. Thầy xin lỗi. Đổi dấu nè. Tức là dấu trừ đảo thành dấu cộng là 4,9 nè. Hai cái sao nó là trừ hết. Rồi, trừ hết. Rồi, thì như vậy thì mình giải cái phương trình bậc 2 này á, thì mình sẽ cho ra hai cái nghiệm. Thấy không? Hai nghiệm. T1 và T2. Cái này các em bấm máy thôi. Chứ không có gì phải dài dòng ở đây cả. Thì đã bấm máy ở đây rồi thì nó cho ra cái này 12,2 trừ 1,2. Rồi, thì cho ra là T1 là trừ 0,09. Trừ 0,09. Và T2 là bằng 2,58. Cái kết quả máy nó máy nó cho cái kết quả như vậy. Bây giờ thầy sẽ giải thích rằng tại sao mà nó lại cho ra hai cái kết quả này. Thì ở đây các em thấy là như thế này. Cái này thầy sẽ đưa lên, bây giờ thầy sẽ đưa lên một chút.
Thầy sẽ đưa lên một chút rồi. Các em thấy là tại sao nó lại cho hai ra cái giá trị này? Thì các em biết rằng cái như hồi nãy thầy nói đó, cái parabol mà hoàn chỉnh của nó đó, nó phải như thế này. Thì cái chỗ này nè cũng là một cái điểm cắt giữa parabol và trục hoành. Cái điểm này cũng là cái điểm cắt giữa parabol và trục hoành. Nhưng mà cái điểm cắt này nè, nó ở về phía âm, về phía tia âm. Mà mình biết rồi, thời gian thì làm gì có thời gian âm. Mà cái đó là một ý. Cái thứ hai nữa thì mình thấy rõ ràng là cái TD này nó bằng 2,58 này, là đó là một cái số, nó là một cái số dương. Nó phù hợp với lại cái điều kiện của bài toán nha. Đấy. Thì như vậy thì cái chỗ này á, nó là 2,58. 2,58. 2,58 thôi. Tức là ở đây mình đã để cái đơn vị là giây rồi, thì nó là 2,58 giây. Bây giờ thôi. Thầy đưa cái bảng này xuống nha. Như vậy á, thì cái này á, là các em viết là âm loại đi. Như vậy thì cái thời gian đó là mình kết luận là cái thời gian mà kể từ lúc đá bóng lên cho tới khi mà trái banh chạm đất á, thì mất hết là 2,58 giây. 2,58 giây. Đấy, cái bài toán của chúng ta như thế này là thầy đã giải quyết ba cái câu hỏi của cái đề đưa ra. Thì các em lớp 9 á, nhất là các em lớp 9 mà đi mới bắt đầu vào lớp 10 và bắt đầu làm những cái bài tập như thế này á, thì thầy có cái lời khuyên á, là nên làm một cách cẩn thận như thế này. Làm một cách cẩn thận như thế này. Bây giờ A nó thuộc parabol B phở thì thế vào nó thỏa, B thuộc parabol B phở thì thế vào nó thỏa. Cứ như vậy mà làm từ từ làm thôi. Ở đây các em thấy rõ ràng là ba cái ẩn ABC thì người ta cho ra ba cái điểm này xác định tọa độ một cách rõ ràng. Như vậy thì mình thế tọa độ ba đỉnh ABC vào cái này thì mình sẽ có được ba cái phương trình bậc nhất. Ba ẩn là ABC. Cái thứ hai nữa là các em cũng có thể các em làm như thế này nè. Nó ra một cái kết quả cũng lẹ hơn. Tức là như thế này. Ở đây bởi vì C nó ra là 1,2 cho nên không can gì là mình là không thế vào để cho ra một cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Nó cho ra cái hệ phương trình bậc nhất như hai ẩn như thế này á, thì ta giải cái cách gì nó cũng ra hết. Ví dụ như bây giờ ta chỉ cần gạch ngang như thầy một cái, ta nhân cho -1 thôi. Đấy. Thì ta sẽ thấy rằng 2A trừ cho 1A thì còn 1A, B trừ B hết. Thấy không? Rồi 2,4, bây giờ 2,4 mà trừ cho 7,3, phải không? Thì nó bằng mấy? Thì dĩ nhiên nó bằng trừ rồi. 13 mà trừ cho 4 thì còn mấy? 13 trừ cho 4 thì còn 13 trừ cho 4 còn 8 không? Bằng 9 đi. 9 với 4 13 đúng rồi, 9. Rồi 7 trừ cho 3 thì còn 4, 4,9. Thầy nói ví dụ như vậy đó. Thì các em thấy rằng nó rất là nhanh. Thì khi có A rồi mình thế ra mình cho vô B. Thì ở đây á, các em có thể làm như thế này để mà luyện tập cái phần giải cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn cho nó lẹ. Còn cái trường hợp thứ ba nữa, nếu mà các em lười các em không cần phải mất công mà tính toán như thế này, thì các em cũng có thể làm như thế này cũng được nè. Thầy nói thêm cho để cho các em làm theo kiểu như thế này cũng được nè. Bây giờ bỏ hết cái này đi. Em biết là C đấy. Như vậy thì ba cái phương trình này nè, nó tạo thành một cái hệ phương trình bậc nhất ba ẩn. Thì khi nhập vô máy á, thì trong cái máy làm gì mà nó có cái ABC như thế này? Trong cái máy thì nó sẽ có là nó có là x y z hay là sao đó, thì không, thì cái C này nè, thì cũng cho là ta cho là z, thấy không, x y z ví dụ như vậy đó. Thì ta nhập cả cái này vô thì nó cũng cho ra cái kết quả là ABC. Thầy nói như vậy đó, tức là nó có rất nhiều cái cách làm chứ nó không phải là một cái cách như thầy đâu. Thì đề xuất như vậy để cho các em có nhiều cái chọn lựa vậy thôi. Như vậy là cái thầy đã hướng dẫn cho các em xong
cái cách giải một cái bài toán mà trong thực tế là người ta cho một cái đồ thị, người ta cho các cái điểm mà cái đồ thị đó đi qua và các câu hỏi kèm theo. Tức là mình viết cái hàm số bậc 2 theo cái đồ thị đã cho, rồi các cái đồ linh tinh như là cái độ cao rồi cái thời gian rồi vân vân. Thì cái bài giảng hôm nay đến đây là hết, thì thầy chào các em nha, hẹn các em trong một cái bài giảng khác.